Xin chào quý vị và các bạn. Chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi với nội dung chính sau. Tiến sĩ Nicola Kokalis đã nói bốn câu này. Giá một Pi bằng 314.159 đô la Mỹ vẫn còn quá thấp. Pi Network, một cái tên ngày càng nổi tiếng trong thế giới tiền kỹ thuật số, đã trở thành chủ đề thảo luận ngày càng sôi nổi. Tiến sĩ Nicola Kokalis, người đồng sáng lập Pi Network, nhấn mạnh. 1. Pi là một cuộc cách mạng. 2 hãy để những người tiên phong đạt được những thành tựu to lớn. 3. Mỗi pi coi đều rất khan hiếm. 4. Mỗi đồng pi đều rất có giá trị. Biết đâu một ngày nào đó Amazon sẽ có nút thanh toán trên trang web của họ thực sự Amazon đã kết nối trên mạng pi và chờ đợi MyNet mở. Chính vì điều đó giá của một pi bằng 314.159 đô la Mỹ vẫn còn quá thấp. Tuyên bố của Nicolas không chỉ là một tuyên bố thông thường mà còn hàm ý tầm nhìn lớn đằng sau loại tiền kỹ thuật số này. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa và hàm ý của tiến sĩ Coccalis này. Tiền kỹ thuật số, cuộc cách mạng trong thanh toán Tiền kỹ thuật số đã trở thành một trong những đổi mới quan trọng nhất trong thế giới tài chính hiện đại. Đó là một khái niệm đang thay đổi cách chúng ta xem xét các khoản thanh toán, tài chính và trao đổi giá trị. Trong bối cảnh của P-Network, tiền kỹ thuật số không chỉ là phương tiện thanh toán mà còn là một cuộc cách mạng trong cách chúng ta tương tác với nền kinh tế toàn cầu. Sau đây là lời giải thích chi tiết hơn về khái niệm này thay thế tiền tệ thông thường. Một trong những yếu tố chính của tiền kỹ thuật số là sự thay thế các loại tiền thông thường như đô la, euro hoặc yên. Tiền tệ kỹ thuật số cho phép các cá nhân thực hiện thanh toán và trao đổi giá trị một cách nhanh chóng, hiệu quả và thường với chi phí thấp hơn so với các hệ thống tiền tệ thông thường. Đây là một bước tiến lớn hướng tới việc cập nhật hệ thống thanh toán toàn cầu. Truy cập toàn diện Các loại tiền kỹ thuật số, đặc biệt là trong bối cảnh mạng pi, có mục đích hòa nhập mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai, Bất kể xuất thân hay vị trí địa lý, đều có thể truy cập và sở hữu loại tiền kỹ thuật số này. Đây là một khái niệm tài chính toàn diện nhằm trao quyền cho những cá nhân trước đây có thể chưa được tiếp cận với các dịch vụ tài chính. An ninh và minh bạch. Bảo mật và minh bạch là những yếu tố chính trong tiền tệ kỹ thuật số. Công nghệ chuỗi khối, nền tảng của nhiều loại tiền kỹ thuật số, cung cấp mức độ bảo mật cao. Mọi giao dịch đều được ghi lại trong một block trên mà mọi người đều có thể xác minh. Điều này tạo ra mức độ minh bạch cao giảm nguy cơ gian lận và tăng niềm tin vào thanh toán kỹ thuật số. Phân cấp. Phân cấp là một đặc điểm quan trọng của tiền kỹ thuật số. Điều này có nghĩa là tiền tệ không được kiểm soát bởi một thực thể duy nhất, chẳng hạn như ngân hàng trung ương. Trong bối cảnh của Pi Network, phân quyền là mục tiêu chính. Điều này tạo ra một hệ thống công bằng hơn, trong đó các quyết định và quyền kiểm soát không bị tập trung mà thuộc về cộng đồng lớn hơn. Tăng trưởng hệ sinh thái. Tiền tệ kỹ thuật số cũng cho phép sự phát triển của một hệ sinh thái rộng lớn hơn. Nó bao gồm việc tích hợp với nhiều dịch vụ và ứng dụng khác nhau cho phép người dùng sử dụng tiền kỹ thuật số trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống hàng ngày. Điều này tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, cá nhân tham gia vào nền kinh tế số đang phát triển. Tiềm năng giá trị cao Tiền kỹ thuật số có giá trị tiềm năng cao. Sự tăng trưởng trong hệ sinh thái và nhu cầu gia tăng có thể dẫn đến sự gia tăng giá trị của các loại tiền kỹ thuật số. Trong bối cảnh của P-Network, Tiến sĩ Nicola Cacalisse cho rằng giá một Pi quá thấp phản ánh tầm nhìn lớn đối với loại tiền kỹ thuật số này. Với tất cả những yếu tố này, tiền kỹ thuật số là một cuộc cách mạng trong thanh toán. Đây không chỉ là một phương tiện thanh toán mà còn là sự thay đổi lớn trong cách chúng ta hiểu và tham gia vào nền kinh tế toàn cầu. Pi Network là một trong những công ty đi đầu thực hiện cuộc cách mạng này với tầm nhìn mạnh mẽ về sự hòa nhập và công bằng tài chính. Khi đối mặt với một tương lai thanh toán toàn cầu ngày càng bị chi phối bởi các loại tiền kỹ thuật số, việc hiểu khái niệm này ngày càng trở nên quan trọng. Các loại tiền kỹ thuật số như tiền tệ do P Network quảng bá là những cột mốc quan trọng trong cuộc cách mạng thanh toán toàn cầu sẽ định hình tương lai của nền kinh tế thế giới. Tiến sĩ Nicola Kokalis thông điệp đằng sau lời phát biểu. Nhiều chuyên gia cho rằng giá của một pi bằng 314.159 đô la Mỹ vẫn còn quá thấp không chỉ là một con số. Đây là thông điệp gói gọn tầm nhìn và mục đích mạnh mẽ đằng sau sự phát triển của P Network. Hãy cùng khám phá thông điệp này chi tiết hơn. Các con số như cuộc gọi. Câu lệnh này có chứa phần tử cuộc gọi. Tiến sĩ Kokalis, cùng với toàn bộ cộng đồng Pi Network, mời mọi người nhìn xa hơn những con số. Giá của một Pi vẫn ở dưới mốc 314.159 đô la Mỹ là lời kêu gọi nhiều người hơn nữa tham gia vào sự thay đổi lớn này. Điều này cho thấy rằng mạng Pi là một cuộc cách mạng đang diễn ra và càng có nhiều người tham gia thì tiềm năng của nó càng lớn. Tầm nhìn lớn. Tuyên bố này phản ánh tầm nhìn tuyệt vời của người sáng lập Pi Network Mức giá thấp hiện tại của một Pi là bước đầu tiên trong hành trình lớn hơn hướng tới một hệ sinh thái tiền kỹ thuật số toàn diện và công bằng. Tầm nhìn này liên quan đến việc mang lại công lý và tài chính cho toàn thế giới, bất kể địa vị xã hội hay địa lý. Lợi ích hệ sinh thái Mức giá 1 Pi 314.159 đô la Mỹ vẫn còn thấp cũng phản ánh tầm quan trọng của sự phát triển của hệ sinh thái Pi Network. Càng nhiều người dùng, đối tác và dịch vụ tham gia vào hệ sinh thái thì giá trị của Pi càng lớn. Đây là khái niệm cơ bản về tiền tệ kỹ thuật số, trong đó giá trị của tài sản được xác định bởi sự tăng trưởng liên tục của hệ sinh thái. Cảnh báo tiềm năng Tuyên bố này cũng có thể được coi là lời cảnh báo về giá trị tiềm năng trong tương lai của Bi. Khi một loại tiền kỹ thuật số đạt được mục tiêu của mình, tiềm năng tăng giá trị có thể rất đáng kể. Giá hiện tại chỉ là một giai đoạn trên hành trình hướng tới những giá trị cao hơn. Tin tưởng vào sự thay đổi Tiến sĩ tuyên bố những cọc này phản ánh niềm tin mãnh liệt vào những thay đổi đang diễn ra. Pi Network là một trong những người chơi chính trong sự thay đổi mô hình trong thế giới tiền tệ kỹ thuật số và mức giá 1 pi vẫn còn thấp là lời kêu gọi nhiều người tham gia cuộc cách mạng này hơn. Tầm nhìn về bình đẳng và công lý. Cuối cùng, thông báo này phản ánh tầm nhìn của Pi Network trong việc tạo ra một loại tiền tệ bình đẳng và công bằng. Đó là loại tiền tệ thuộc về tất cả mọi người và những con số là biểu hiện của tầm nhìn đoàn kết toàn thế giới trong thanh toán kỹ thuật số toàn diện. Trong chuyến đi này, Tiến sĩ Nicola Kokalis nhắc nhở chúng ta rằng những con số chỉ là khởi đầu, tiềm năng trong tương lai mới là điều đáng để phấn đấu. Mức giá hiện tại của Pi Network là lời kêu gọi nhiều người hơn nữa tham gia vào cuộc cách mạng thanh toán toàn cầu sẽ định hình tương lai của tài chính thế giới. Tại sao giá của một Pi bằng 314.159 đô la Mỹ vẫn quá thấp? Giai đoạn phát triển ban đầu, một trong những lý do chính khiến giá một Pi vẫn được coi là quá thấp là do mạng Pi vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Giá của các loại tiền kỹ thuật số như Pi có xu hướng biến động trong giai đoạn đầu trước khi đạt đến mức cân bằng ổn định hơn. Ở giai đoạn này, giá vẫn phản ánh giai đoạn thử nghiệm và sự hiện diện của tiền kỹ thuật số trên thị trường rộng lớn hơn. Sự khan hiếm Pi, Pi Network được thiết kế với khái niệm khan hiếm tương tự như vàng. Chỉ có thể khai thác một lượng Pi hạn chế và điều này tạo ra yếu tố tiềm ẩn gây khan hiếm tiền tệ. Càng nhiều người tham gia và sử dụng Pi thì độ hiếm và giá trị tiềm năng của nó càng cao. Tăng trưởng người dùng Mức giá thấp hiện tại của một pi phản ánh giai đoạn tăng trưởng người dùng nhanh chóng của nó. Càng nhiều người tham gia cộng đồng Pi Network thì giá trị tiềm năng của Pi càng lớn. Sự tăng trưởng của người dùng là chìa khóa trong việc tăng cường sự chấp nhận và khả năng sử dụng Pi như một loại tiền kỹ thuật số. Chấp nhận và hợp tác, Pi Network tiếp tục tìm kiếm quan hệ đối tác và tích hợp với các dịch vụ và doanh nghiệp khác nhau. Càng nhiều doanh nghiệp và dịch vụ chấp nhận Pi làm phương tiện thanh toán thì giá trị của hệ sinh thái Pi càng lớn. Điều này tạo ra lực đẩy giá Pi cao hơn. Giá trị hệ sinh thái tiềm năng, giá của Pi không chỉ phản ánh giá trị của chính loại tiền tệ mà còn phản ánh giá trị của hệ sinh thái được xây dựng xung quanh nó. Pi Network dự định tạo ra một hệ sinh thái rộng lớn bao gồm hàng hóa, dịch vụ, công nghệ và dịch vụ. Hệ sinh thái này càng lớn và đa dạng thì giá trị của Pi càng lớn. Tầm nhìn về tài chính toàn diện, Pi Network có tầm nhìn mạnh mẽ về tài chính toàn cầu. Mức giá một Pi vẫn còn thấp là lời kêu gọi nhiều người hơn nữa tham gia cuộc cách mạng tài chính toàn diện này. Pi Network muốn tạo ra một loại tiền tệ mà mọi người đều có thể truy cập và sở hữu, bất kể nền tảng hoặc tình trạng kinh tế. Tác động trong tương lai, khi Pi Network đạt được mục tiêu tạo ra một loại tiền kỹ thuật số toàn diện và có giá trị, giá trị tiềm năng của Pi có thể vượt quá mong đợi hiện tại. Trong trường hợp này, mức giá thấp hiện tại là một Pi là một cảnh báo về giá trị tiềm năng có thể đạt được khi tham gia vào thay đổi này. Trong bối cảnh tất cả các yếu tố này, Giá một pi bằng 314.159 đô la Mỹ vẫn được coi là quá thấp vì đây là khởi đầu cho một hành trình lớn hơn. Pi Network là một loại tiền kỹ thuật số có tầm nhìn lớn nhằm thay đổi mô hình thanh toán toàn cầu và giá cả ngày nay chỉ là khởi đầu cho những gì được hy vọng là một hệ sinh thái tiền kỹ thuật số toàn diện, có giá trị và được chấp nhận rộng rãi. Mạng Pi, tương lai của thanh toán toàn cầu Pi Network là một dự án đầy tham vọng có tầm nhìn thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về thanh toán toàn cầu. Đây không chỉ là một loại tiền kỹ thuật số, nó là hiện thân của một tương lai thanh toán toàn cầu toàn diện, an toàn và công bằng. Hãy cùng khám phá khái niệm này chi tiết hơn. Tài chính toàn cầu Một trong những yếu tố chính của P-Network là tài chính toàn cầu. P-Network muốn trao quyền cho tất cả mọi người, bất kể nền tảng hoặc vị trí địa lý của họ, quyền truy cập vào các dịch vụ tài chính an toàn và dễ tiếp cận. Đây là bước quan trọng hướng tới xóa bỏ rào cản tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu. Quyền truy cập cho tất cả Pi Network được thiết kế để mọi người có thể truy cập được. Ứng dụng này rất dễ sử dụng và không yêu cầu kiến thức kỹ thuật chuyên sâu. Nói cách khác, nó là loại tiền kỹ thuật số có thể được sở hữu bởi tất cả mọi người, kể cả những người chưa từng tham gia vào tiền kỹ thuật số trước đây. An ninh và minh bạch. Bảo mật và minh bạch là những yếu tố chính trong Pi Network. Công nghệ blockchain được sử dụng cho Pi Network đảm bảo rằng các giao dịch được an toàn và xác minh. Tất cả các giao dịch được ghi lại trên blockchain hiển thị cho mọi người. Điều này tạo ra mức độ tin cậy cao trong hệ sinh thái P Network. Trao quyền cho cộng đồng. P Network là một dự án do cộng đồng hỗ trợ, ra quyết định và kiểm soát tập trung là những nguyên tắc cơ bản trong mạng P. Cộng đồng có tiếng nói trong việc phát triển và ra quyết định, giúp P Network trở nên toàn diện và dân chủ hơn. Tăng trưởng hệ sinh thái. P Network không chỉ là một loại tiền kỹ thuật số mà còn là một hệ sinh thái đang phát triển. Nó bao gồm việc tích hợp với nhiều dịch vụ và ứng dụng khác nhau cho phép người dùng sử dụng Pi trong nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống hàng ngày. Càng nhiều doanh nghiệp và dịch vụ chấp nhận Pi làm phương tiện thanh toán thì giá trị của hệ sinh thái Pi càng lớn. Giá trị tiềm năng cao. Với sự phát triển liên tục của hệ sinh thái, các loại tiền kỹ thuật số như Pi Network có tiềm năng giá trị cao. Khi mạng Pi đạt được mục tiêu trở thành một loại tiền tệ toàn cầu được công nhận và chấp nhận, tiềm năng tăng giá trị của Pi có thể rất đáng kể. Điều này khiến Pi Network trở nên hấp dẫn đối với những ai muốn tham gia vào hệ sinh thái. Cuộc cách mạng trong thanh toán toàn cầu Hãy nhớ bốn câu nói này của người sáng lập Pi Doctor, Nicola Kokalis, vì vậy giá GCV 314.159 đô la Mỹ vẫn quá thấp. 1. Pi là cuộc cách mạng. 2. Hãy để những người tiên phong đạt được những thành tựu to lớn. 3. Mỗi đồng Pi đều khan hiếm. 4. Mỗi đồng Pi đều rất có giá trị miễn là bạn nhớ 4 từ này. Cuộc cách mạng của Pi Network cần một chiến thắng vang dội để thống nhất thế giới nên giá trị GCV 314.159 đô la Mỹ Pi vẫn còn thấp. Đó là một chiến thắng không hề nhỏ được thực hiện qua loa phóng thanh và đưa lên sàn với mức giá khoảng 36 đô la Mỹ Pi vào thời điểm này. Hai cuộc chiến so sánh Pi Bitcoin ETH để có được giá trị 35.000 đô la Mỹ Pi như Bitcoin hiện tại. Pi là cuộc cách mạng nhằm thống nhất tài chính toàn cầu, đồng tiền chung của thế giới. Khi Pi đã được thống nhất trên toàn cầu, giá trị hiện tại của Bitcoin 1010 có thể không ngang bằng với giá trị của Pi. Vì vậy, GCV 314.159 đô la Mỹ Pi để làm hài lòng cả thế giới vẫn còn rất nhỏ. Pi là thước đo giá trị. Giá trị của tài sản toàn cầu này càng lớn thì Pi càng tỷ lệ thuận. Vì nguồn giá trị của Pi là hàng hóa, dịch vụ, vàng, công nghệ, các nền tảng khổng lồ như X, Amazon, Google và con người trên khắp thế giới. Về cốt lõi, P-Network là một cuộc cách mạng trong cách chúng ta hiểu về thanh toán toàn cầu. Đây là một sự thay đổi lớn trong cách chúng ta tương tác với tiền và giá trị, với tầm nhìn tạo ra một tương lai thanh toán toàn cầu công bằng và toàn diện. P-Network là một trong những người chơi chính trong sự thay đổi mô hình trong thế giới tiền tệ kỹ thuật số. Đây là một bước quan trọng hướng tới một hệ thống thanh toán toàn cầu công bằng và hiệu quả hơn. Khi đối mặt với một tương lai thanh toán toàn cầu ngày càng bị chi phối bởi các loại tiền kỹ thuật số, việc hiểu khái niệm này ngày càng trở nên quan trọng. P Network là một trong những cột mốc quan trọng trong cuộc cách mạng thanh toán toàn cầu sẽ định hình tương lai của nền kinh tế thế giới.